Rồi bác sĩ đã theo dõi câu chuyện của gia đình ông Trung và Thủy. Bác sĩ thấy như thế nào về quy định giờ ngủ của ông Trung? Cái việc mà quy định giờ ngủ mà trong gia đình đó thì nó có cái nhiều cái lý do khác nhau. Nhưng mà nếu mà mình gia đình nào mà mình có cái giờ giấc nó nghiêm ngặt quá thì đôi khi nó cũng sẽ gây cái ngột ngạt trong gia đình. Mỗi một cái lứa tuổi, mỗi một cái công việc và mỗi một cái cơ thể nó sẽ có cái giờ giấc sinh lý nó khác nhau. Ví dụ như những trẻ mà sơ sinh, mới sinh ra thì thường mấy em nó ngủ khoảng 20 giờ một ngày. Đó, còn những trẻ mà nó từ 1 cho tới khoảng trước 6 tuổi thì khoảng cho tới khoảng 8 tới 10 giờ một ngày. Còn những em mà từ 7 tuổi cho tới trước 17 tuổi đó thì thường ngủ khoảng 8 9 giờ một ngày. Còn những cái người lớn tuổi hơn, lớn hơn khoảng 64 65 tuổi trở lên thì bắt đầu cái thời gian ngủ cơ thể họ chỉ cần khoảng 6 tới 7 giờ một ngày là vừa. Nhưng mà cái việc mà quy định giờ ngủ cụ thể đó nó cũng có lợi, là để cho người ta có một cái thói quen để sắp xếp vào, để tạo cho cơ thể chúng ta có đúng vào cái nhịp sinh học. Và chúng ta đều biết là giấc ngủ rất quan trọng đối với sức khỏe. Nhưng mà quan trọng như thế nào, bác sĩ có thể giúp Minh Ngọc hiểu rõ hơn được không ạ? Tới một cái giai đoạn ngủ, lúc mà các cái cơ quan khác nó đang nghỉ ngơi, tai chân mắt nó đang nghỉ ngơi, thì bắt đầu các cái cơ quan nội tạng trong khác chuyển hóa, nó sẽ bắt đầu nó hoạt động nhiều hơn. Nó sẽ dành năng lượng cho cơ quan đấy, giúp cho chuyển hóa tốt hơn, thải độc tốt hơn, giúp nó dọn dẹp. Ví dụ như mình tưởng tượng một cái nhà của mình đi, lúc mà ban ngày hoạt động công ty vậy, hoạt động con người đi ra vô thì bắt đầu nó sẽ có rác có này kia, thì khi mà bắt đầu nghỉ ngơi thì có cái đội vệ sinh họ dọn dẹp mà vệ sinh sạch sẽ lại, thì để tạo cho cái ngày mới cái cơ thể chúng ta hoạt động hứng khởi hơn, và đâu đó nó vào thứ tự hết rồi thì bắt đầu cơ thể sẽ khỏe nhất. Cũng có một số thông tin nói là khi chúng ta ngủ thì cơ thể sẽ bắt đầu thải độc. Điều này có đúng không ạ? Thực ra đó, trong mỗi phút mỗi giây, cơ thể chúng ta đều hoạt động hết, đều chuyển hóa, trao đổi chất thì nó đều thải độc hết. Ví dụ như các cái mô nó đều nhận các cái oxy từ hơi thở hít vào hồng cầu dẫn tới mô để đưa oxy và trả ngược lại cái CO2. Mình hiểu đơn giản như vậy, còn các cái chất khác, các cái chất mà thải khác thì nó cũng rất là nhiều. Thì nó đều mỗi phút mỗi giây đều làm cái công việc thải độc hết. Nhưng mà có thể là một số cái lý luận đó người ta dựa trên các cái học thuyết của Đông y. Đông y cho rằng là mỗi một cái khung giờ, ví dụ như một cái giờ của Đông y ngày xưa đó là một canh giờ là 2 tiếng đồng hồ. Ví dụ như ta nghe nói là giờ Tý là từ 23 giờ cho tới 1 giờ sáng. Đó, thì nó sẽ là cái giờ mà nó giờ giữa đêm rồi. Hoặc là giờ mà Sửu nó từ 1 giờ cho tới 3 giờ sáng. Thì mỗi một cái canh giờ đó nó sẽ có một cái tạng, một cái phủ nó tham gia hoạt động là nhiều nhất. Ví dụ như từ 1 giờ tới 3 giờ sáng đó là thời gian mà của tạng can nó hoạt động nhiều. Cho nên những cái người mà chúng ta thấy những cái bệnh lý liên quan tới gan mật đó thì về đêm một cái giờ đó là người ta hay trở nặng lắm. Hoặc là trong khung giờ từ 3 giờ tới 5 giờ sáng đó là cái cơ quan một của phế, về tạng phế của Đông y nó hoạt động nhiều. Thì thông thường những bệnh nhân mà liên quan tới hô hấp, bệnh nhân hen suyễn thường hay lên cơn trong khoảng từ 3 giờ tới 5 giờ sáng, người ta hay mệt. Cái hiện tượng này nó chỉ ở Đông